Những năm qua, tình trạng khai thác cát trên sông Công Bắc chảy qua địa phận xã Iao, huyện Iaka, tỉnh Đắk Lắk luôn là vấn đề gây bức xúc với người dân địa phương. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên cơ quan chức năng, nhưng tình trạng khai thác diễn ra ngày một phức tạp, gây ô nhiễm nặng nề đến môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân nơi đây. Tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác cát Đoàn Kết khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Công Bắc, xã Iao, huyện Iaka, tỉnh Đắk Lắk theo quyết định số 835 QĐ UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk. Quyết định chỉ rõ, trong quá trình khai thác, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác cát Đoàn Kết phải tuân thủ theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không gây sạt lở bờ sông và làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác cát Đoàn Kết không được thực hiện việc nhận chuyển nhượng các diện tích đất nông nghiệp dọc hai bên bờ sông để sử dụng vào mục đích bơm hút cát. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động khai thác cát của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác cát Đoàn Kết đã khiến khu vực dọc hai bên bờ sông Công Bắc xuất hiện hàng chục điểm sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng đất canh tác và sự an toàn của người dân. Bà L, trú tại thôn 6B, xã Iao, huyện Iaka bức xúc cho biết, nếu tình trạng này vẫn cứ diễn ra, thì rồi mai này các khu ruộng của chúng tôi cũng sẽ sạt lở hết. Tình trạng này đã diễn ra mấy năm nay, cứ sạt lở chỗ nào là công ty lại mua ngay chỗ đó để tránh người dân kiến nghị lên cơ quan chức năng. Đặc biệt là mua xong, công ty lại tiếp tục khoét sâu vào phía bờ để khai thác cát. Việc khai thác thì diễn ra suốt ngày đêm, khiến cho dòng sông luôn ô nhiễm nặng nề, lúc nào cũng đục ngầu, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi. Bên cạnh tình trạng khai thác cát dưới sông là tình trạng xe quá tải chở cát trên đường. Xe chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm, làm ồn ào, bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến sức khỏe của những người dân sống xung quanh. Không chỉ vậy, xe chở cát quá tải khiến nhiều tuyến đường huyết mạch nối liền giữa các thôn sụt lún nghiêm trọng. Bà L, trú tại thôn 6B, xã Iao, huyện Iaka cho biết, năm ngoái có mấy người bị ngã xe trên đường đó. Người dân kêu quá, công ty mới cho người xuống sửa chữa lại cho xong. Nhưng được mấy hôm, xe tải nó đi, đường lại hỏng. Ngày mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt, khổ lắm. Tình trạng khai thác cát trên sông Công Bắc đoạn chảy qua địa phận xã Iao, huyện Iaka, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều năm nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt cũng như sự an toàn của người dân địa phương. Được biết, người dân nơi đây cũng đã nhiều lần viết đơn kêu cứu, kiến nghị, nhưng dường như chưa thấy sự vào cuộc đúng nghĩa của chính quyền địa phương. Liệu có phải chính quyền đang gián tiếp dung túng cho hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác cát Đoàn Kết hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc cấp phép và gia hạn lần 2 cho công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác cát Đoàn Kết để khai thác cát trên sông Công Bắc đoạn chảy qua địa phận xã Iao, huyện Iaka, tỉnh Đắk Lắk.